vụ nào cũng dài được 3 vụ, và đông sưng hà đu tôi thấy hà su là thầy rất đạt luôn, tại vì video bánh chín thì xài nó cứng cây nè ha, bánh chín đó xài giai đoạn là khoảng 40 ngày để xài đạt nhất, nó cứng cây cứng lá nè, là kèm theo là chị bệnh đó không, vi chót nè, mày vi phấn nè. Chỗ luôn rất đẹp ha. Như hàng vụ tôi xài vụ nào tôi cũng xài thôi. Vụ nào anh cũng xài mà mình xài ba cử giai đoạn làm đồng. Chứ giai đoạn chỗ là sạc với giai đoạn chỗ điều ha anh. À đúng rồi. Dạ. Xài ba giai đoạn. Cái giai đoạn làm đồng đó là cái hiệu quả nó như thế nào anh? Làm đồng đó hiệu quả là mình xài là bông, cái bông nó gòn thêm gòn. À. Lớn. Nó thêm gòn ý nghĩa là nó thêm cái số hạt ở trên bông mình. À thêm gòn, nó trúng rồi thêm gòn đi. À. Thêm cái gòn. Thêm cái gòn nó sẽ bự, nó nhiều hơn ta. Đúng, nhiều hơn. Thì sau này nó tạo ra cái số hạt là nó nhiều ở trên cái bông của mình. Nó sẽ nù cái bông hơn. À. Nù bông. Còn cái lá nó như thế nào anh Tiến? Lá nó đứng hơn. Lá đứng hơn. Đứng mà nó dày, dày lá. Dày. Rồi khi mà gió nó thổi là nó có bị xào xẹt rồi nó bị rách lá không? Gió thì nó đứng lá hơn cái bên nhưng mà nó không quật không. À. À nó đứng lá nó cứng. Khi mà cái xương nó sáng ra anh thăm á là nó như thế nào ở trên lá? Nó đựng ít xương hơn, cái lá nó bẹp hơn, cái lá mà đứng mà. Xịt này là lá đứng hơn. Dạ. Yeah. Chứ nước ít hơn nhưng mà hạn mưa là lâm găm ngang là vũ lát hết à. Mưa hạn mưa là xíu là gió hết, gắt hết, tụt hết luôn. Nó mau ráo cái xương thì nó không có bị cái nấm bệnh nó đậu ở trên đó. Còn cái lúa này nè, hiện nay đang trước mặt mình nè, là cái bông này là nó xài được mấy ngày sau khi phun rồi? Mình xài cái đợt thứ ba rồi là mới chỗ là sạc, mới xài cách đây ba bữa. Ba bữa? Ba bữa. Mới ba bữa là nó chỗ đều tăm tắp cho mình hết? À, chỗ đều, cái đều toàn bộ luôn. Một màu một? Một màu một. Lá đứng. Lá đứng. À. Cái độ lách gió của nó như thế nào anh Tí? Lách gió của nó xào xạc nó, nhưng mà nó không có ma sát thì bao nhiêu lá. À. Cái lá của mình nó có nổi gân không? Lá mình nó lên gai, nó có gai. Lên gai chứ nổi gân. Nó dày lá luôn. Dày lá. À, nó dày lá ha. Dạ. Yeah. Dày lá đã đứng nè ha. Không có lá nào. Sáng này mới đổ cơn mưa đó ha. À, có mưa nhưng mà cái này mưa là mưa chứ không có động lá, không có động nước lại. Yeah. Lá đứng nè. Cái bông nó chỗ lên sáng không anh? Chỗ lên sáng rồi đó. So với cái ruộng kế bên đó là cái hiệu quả mình phun 3 ngày trước đến hôm nay mình so với cái ruộng kế bên như thế nào? Cái chỗ nó hơi thấp hơn cái dạng cây bông. Nó gì lại. Ha. Nó không có độ như là nó cứ dạng dừa nó có cao quá. Chống mưa đó, chống độ. Dạ. Chống ngay độ. Còn mình xài mà cứ xài đó thì cái lá nó mềm. Nó chỗ nhóng hơn. Rồi nó mưa thì dễ bị độ. Dạ. Thì thông qua là mình đã xài 3 vụ rồi. 3 vụ. Thì cái thằng Vino 79 này nè, là anh đánh giá là vô gạo là nhanh hay chậm? Nó vô gạo rất đạt luôn. Mau. Mau. Mình cắt là một bao như vậy đó là nó tầm khoảng bao nhiêu ký anh? Khoảng chừng 60 ký, 61 ký. 60, 61? Ờ, trung bình là khoảng chừng 57 ký. 57 ký. À, vậy là từ 57 cho đến 60, 61 nó dao động khi mà mình cắt cái bao nó nặng. À. Dạ. Yeah. Theo mình cắt đúng ra 1 mét vuông là nó 800 cà gâm đó, 1 mét vuông. 1 mét vuông là mình hơn 800 cà gâm hay là bao? Không, 1 mét vuông mình cắt được 800 gâm. À, 1 mét vuông mình cắt ra được 800 gâm. À. Nhưng mà cái con số thực tế khi mà mình thu hoạch đó là 1 công được bao nhiêu tấn? 1 công thông cắt mình thu hoạch được là 1 tấn, tấn 3. Tấn 3. Mùa rồi, tấn 3. Mùa rồi là vụ đông gì ạ? Đông sưng. Vụ đông sưng 1 tấn 3. Giống gì anh? Giống 380. OM 380. Rồi dưới cái dàn lúa này mình đánh giá sơ bộ thôi, dự kiến thôi là cái năng suất nó khoảng bao nhiêu? Cái sơ bộ năng suất cái này thì nó đạt hơn cắt thôi giống luôn. Nếu mà mình xài nó này là nó cái độ ngã là không có là mình đạt.
ngoài ra mình xài đậu ông các loại khác cứng cây này kia nó chỗ đâu có nổi nha. Nó sẽ lùng quá lùng luôn đi, ở đâu có vừa mắt mình đâu, lùng quá lùng cái nó chỗ bông nó nhỏ lại. Nó không có như này mình xài với nó bánh chính là nó thêm mà cái chẵn bông trái thêm nữa. Thêm cái chẵn bông trái thêm là nó như thế nào anh? Nó đặc hộp hơn. Nó nhiều hạt hơn này. Nhiều hạt hơn. Nó nhiều hạt hơn. Nhiều hạt hơn. Nhiều hạt hơn. Bà con gọi là đặc hạt. Ừ, đúng rồi, đặc hạt. Vậy là giờ mình sẽ chốt lại cái bộ ba này là Vino 79, Vitrobin, Itatot. Thì giai đoạn mình sẽ chốt lại là nó xài 3 giai đoạn. Giai đoạn làm đồng, giai đoạn chỗ lệch xe, giai đoạn chỗ điều. Để bà con đạt được cái năng suất tối đa mà hạn chế cái độ ngã, do nó được cái cứng cây vô gạo mạnh. Nó còn bệnh thì quản lý tắc thần tật hết rồi. Nhưng mà chỗ ra nếu mà chung ra mình nó dần mơ mình vẫn xài Vino 79 bình thường. Dần mơ vẫn xài thêm một cứ nữa. Vẫn xài. Tại sao anh? Lá nó xanh. Lá xanh vô gạo mau. Lá xanh vô gạo mau. Vô gạo mau. Mà thường bà con xung quanh đây là có xài như vậy không? Theo như là thường thường lúc có xài rồi, nhưng bà con kế bên, nhưng mà có người xài người chưa xài. Dạ. Nhưng mà có người xài nói là sao mà mình xài sớm có nó hơi đi lúa. Nói không anh gì xài trễ lại 40 ngày nó lên đây nó xài. Nó bắt đầu chỗ là xài vẫn xài. Dạ. Quăm chứ me dặn mơ vẫn xài. Dạ. Cái lá xanh. Yeah. Hạt vẫn vô. Nó đi lúa là nó ngắn lá hả? Nó ngắn cái lá lại mà thẳng cái lá cứng. Ừ. Nó đi cái lá lại nó cứng cái lá được chứ lá dài làm sao mà cứng được. Nó sẽ quặt. Quặt rồi mua cái đọng nước. Đọng nước cái cây bệnh. Thấy không?